Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của MX Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà hủy đăng ký 4G đối với nhà mạng Mobifone dành cho những bạn nào chưa biết nhé. Thì các bạn áp dụng theo cái cách của mình thì sẽ hủy được đăng ký 4G cho mọi gói cước. Thì tùy vào những cái gói cước mà các bạn đang sử dụng nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có là nhiều cách để mà hủy đăng ký 4G. Cái cách đầu tiên mình khuyên các bạn nên sử dụng là các bạn bấm vào phần cuộc gọi. Các bạn có thể là gọi cho tổng đài 9090. Rồi, đây là cái số điện thoại của tổng đài Mobifone. Khi mà các bạn gọi đến cái tổng đài này thì các bạn có thể là nhờ người ta kiểm tra cái gói 4G của các bạn đang sử dụng, và cũng như là các bạn có thể là yêu cầu họ hủy giúp các bạn về cái gói 4G của các bạn, hoặc là hủy đăng ký gia hạn. Đó. Thì cách đơn giản nhất thì chỉ cần gọi đến tổng đài 9090 thôi và nhờ họ hủy gói cước cho chúng ta. Cước phí gọi là 200 đồng một phút. Và cái cách thứ hai thì các bạn xem vào phần tin nhắn cho mình nhé. Đó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ gửi, các bạn sẽ vào tin nhắn của tổng đài 999 này. Các bạn bấm vào tổng đài 999. Rồi. Các bạn sẽ soạn cho mình với lại cái cú pháp như sau. Đó. Các bạn không cần bấm vào tổng đài 999 cũng được. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn là KT dấu cách data gửi đến tổng đài 999. Đó. Thì ở đây thì cái cách đầu tiên của mình thì nó bị báo lỗi nhé, quý khách chưa đăng ký gói nào. Hoặc là các bạn có thể là soạn là KT dấu cách ON gửi 999. Đây, các bạn soạn KT dấu cách LL nhé, gửi đến tổng đài 999 này, thì nhận lại được một tin nhắn là D5 dung lượng data tốc độ cao còn lại là 1000 MB. Đó, hẹn sử dụng đó. Thì mình đã sử dụng cái cách KT dấu cách ON gửi 999 này, thì mình đã biết được là cái thuê bao của mình đang sử dụng cái gói là D5. Hoặc là khi mà các bạn đăng ký 4G thành công ấy, hoặc là cái gói của các bạn gia hạn thành công ấy, thì ở đây này, gói D5 vừa được gia hạn thành công này, hoặc là đăng ký thành công. Rồi thì ở bên dưới này thì người ta sẽ có cái hướng dẫn gói D5 này nhé, để hủy gói cước soạn hủy dấu cách D5 gửi 999 để không gia hạn tự động. Thì các bạn là soạn là không gia hạn là KGH dấu cách D5 gửi 999. Đây, chi tiết liên hệ đến tổng đài 9090 200 đồng một phút đối với thuê bao trả trước, rồi miễn phí với thuê bao trả sau. Rồi đó, thì các bạn chỉ cần biết là khi mà các bạn đăng ký 4G thành công ấy, thì sẽ nhận được cái tin nhắn ấy, thì nó sẽ có cái hướng dẫn, nó sẽ báo là thành công, và cái tin nhắn báo thành công hoặc là gia hạn thành công ấy, thì nó sẽ có cái phần đó chính là hướng dẫn hủy đó. Thì các bạn chỉ cần làm theo cái cú pháp như thế này thôi. Đó, thì mình sẽ soạn là hủy D5, hủy dấu cách D5 gửi 999. Còn của các bạn là cái gói cước gì thì nó sẽ là cái phần hủy khác nhau nhé. Ví dụ như là của các bạn là gói D10 đấy, thì sẽ là dấu cách hủy dấu cách D10 gửi 999. Thì ở trong cái phần tin nhắn báo thành công hay là gia hạn thành công ấy, thì nó sẽ có cái phần là hướng dẫn hủy. Thì ở đây thì mình sẽ tiến hành là hủy luôn nhé, tại vì mình không có cần sử dụng nữa. Mình sẽ soạn dấu cách là hủy này, dấu cách D5. Và các bạn lưu ý rằng khi mà các bạn bấm hủy D5 thì cái gói cước của các bạn sẽ bị hủy ngay lập tức nhé. Đó. Rồi, mình sẽ bấm vào hủy dấu cách D5 gửi đến tổng đài 999 này. Đó. Gói cước D5 hẹn sử dụng đến ngày 26. Đây này. Gửi Y đến 999 để xác nhận việc hủy gói cước. Thì các bạn chỉ cần soạn là thêm mà soạn Y này, gửi đến 999. Rồi các bạn bấm vào. Thì ở đây này, khi mà các bạn soạn Y có nghĩa là đồng ý để hủy gói D5, các bạn bắt buộc là phải bấm vào cái chữ Y này gửi đến 999 thì các bạn mới được hủy thành công nhé. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể là soạn là không K, không gia hạn là KGH, xong rồi dấu cách cái gói của các bạn đang sử dụng và gửi đến tổng đài 999. Đây, yêu cầu hủy gói D5 của quý khách thành công. Quý khách lưu ý để tránh mất phát sinh cước cào, đăng ký lại soạn DK dấu cách D5 gửi đến 999. Rồi đó, thì khi mà các bạn hủy cái gói cước 4G của bên nhà mạng Mobifone rồi thì bắt buộc là các bạn sẽ phải tắt 4G đi nhé. Đó, khi mà các bạn hủy đăng ký 4G thành công rồi, các bạn có thể là bấm vào 4G để mà tắt nó đi. Đó, bắt buộc là khi mà các bạn hủy đăng ký 4G là các bạn phải tắt 4G đi nhé. Tại vì đối với lại nhà mạng Mobifone ấy, khi mà các bạn không đăng ký mạng mà các bạn tiến hành mà bật 4G lên ấy, thì 4G của các bạn nó vẫn hoạt động nhé. Cho nên là nếu mà không đăng ký 4G thì vui lòng tắt cái 4G ở trên máy đi, chứ không là để là nó trừ tiền thuê bao của các bạn đấy. Rồi, thì bây giờ đấy,
Để mà cho chắc ăn thì các bạn có thể là gọi cho tổng đài là 9090 để nhờ họ tư vấn, để nhờ họ kiểm tra xem là cái thuê bao của các bạn đã hủy đăng ký thành công chưa. Rồi, bấm 9090. Rồi. MobiFone kính chào quý khách. Xin vui lòng chọn. Rồi. Bấm phím 1 để gặp điện thoại viên hỗ trợ. Các bạn bấm phím 1 nhé. Bấm vào bàn phím và bấm vào phím 1. Xin vui lòng giữ máy. Cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến điện thoại viên. Cuộc gọi được ghi âm nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Dùng My MobiFone để thanh toán cước, nạp tiền, mua gói cước ưu đãi, tra cứu điểm kết nối dài lâu. Quý khách tải ứng dụng My MobiFone để thanh toán cước, nạp tiền, mua gói cước ưu đãi, tra. Dạ, MobiFone xin nghe, em là Hương, em thích gì cho anh chị ạ? À, chào em nhé, em kiểm tra giúp anh xem là cái gói D5 của anh đã được hủy thành công chưa? Cái gói mà anh vừa mới đăng ký hủy xong ấy. Em chào anh, em xin hỏi anh tên gì, em tiện xưng hô ạ? À, tên là Thuy em ơi. Em xin hỏi anh Thuy. Em thấy số 077-2605-944 của anh Thuy hủy D5 thành công rồi anh Thuy. À, vậy em kiểm tra xem là cái thuê bao của anh này có còn đăng ký cái gói 4G nào nữa không? Hiện tại là không còn đúng không? Thì em thấy có phút gian 5 thì hiện tại anh Thuy chỉ tắt vào cài đặt trên máy. Anh Thuy vào dữ liệu chọn trên máy tắt đi để không thể tính cước 75 đồng trên 50 kW. Rồi, ok. Bây giờ anh muốn hỏi em là cái thuê bao của anh hiện tại là còn đăng ký cái gói 4G nào không á? Dạ không anh Thuy ạ. Rồi, ok. Thì em kiểm tra giúp anh luôn là cái thuê bao này có đăng ký cái gói cước nào mà đang hoạt động không ấy. Tại vì hiện tại sim này của anh chỉ là sim phụ thôi và anh không có nhu cầu để đăng ký một cái gói bất kỳ nào đấy. Em kiểm tra xem có cái gói nào hiện tại đang sử dụng ở trên máy của anh không. Em sẽ đoán thì hiện tại em thấy ngoài gói trên 5 ra xem thì em không có tham gia dịch vụ gì trên cái sim này để phải hủy cả. Em có thể nói lại được không? Anh nghe chưa rõ. Em sợ trên bản ảnh đoán thì tức là ngoài dây 5 ra chẳng không có cái dịch vụ gì trên sim này hết. Bây giờ thì chỉ cần vào cài đặt trên máy á, vào dữ liệu trên máy tắt đi để không bị tính cước 75 đồng trên 50 kW cho xong hoàn thành được thôi. Rồi anh cảm ơn em nhé. Rồi. Dạ. Rồi chào em. Không phải em kiểm tra tiếp thêm nữa đâu anh Tuy. Thôi, anh hỏi vậy là được rồi. Ok, cảm ơn em nhé. Rồi. Dạ. Chào em nhé. Dạ. Rồi, đó. Thì các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn không có sử dụng 4G của nhà mạng MobiFone ấy, hủy các gói 4G đi rồi hoặc là hủy gia hạn đi. Nói chung là các bạn hủy đăng ký 4G thì các bạn sẽ tiến hành đó chính là tắt cái dữ liệu này di động này đi nhé. Nếu mà các bạn bật dữ liệu di động này mà các bạn hủy đăng ký 4G rồi thì khi mà các bạn truy cập vào mạng ấy thì mạng của các bạn vẫn sử dụng được bình thường. Và cái tiền đó thì nó sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản chính nhé. Cho nên là các bạn lưu ý giúp mình. Đó rồi. Thì ở trong cái video này thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để mà hủy đăng ký 4G. Thì tất cả chúng ta sẽ có hai cách. Cái cách thứ nhất đó chính là gọi điện cho tổng đài và nhờ họ hủy đăng ký 4G dùng chúng ta. Và cái thứ hai là các bạn có thể là vào lại cái phần tin nhắn báo đăng ký thành công ấy, thì ở ngay cái phần bên dưới đấy thì sẽ có cái hướng dẫn hủy đăng ký 4G. Đó rồi, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cái video của mình đến đây thôi. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình nhé. Và nếu như mà thích video đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.